Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Và hôm nay bên em làm một cái video chia sẻ đến các bác mọi người Đức Quốc, vì cũng có rất là nhiều cuộc gọi đến Zika Audio xin tư vấn cách kết nối súp trầm, mà mặc dù gia đình nhà mình có một cái thiết bị đó là rất là quan trọng, đó là có cái nâng tiếng. Vâng, thì đây hôm nay em lấy chủ đạo là cái máy nâng tiếng Zika Audio mã là CB600, mà không biết cách kết nối súp điện. Khi mà bên em hỏi ra thì các bác có máy nâng tiếng có vang, thì các bác lại hỏi là lấy ở đẩy ra có được không, thì bên em mới hỏi, thì các bác nói là nhà có cả máy nâng tiếng nữa, thì bên em mới bảo sao không lấy điện từ máy nâng tiếng, thì bảo thì có rất là nhiều bác bảo tôi không biết cách lấy đằng sau máy nâng tiếng, thì hôm nay bên em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác. Ông về cơ bản như máy nâng tiếng thì kể cả Idol hay là CB600 thì về cách thức giao diện nó cũng khá là giống nhau. Bên này là hai cái kênh chỉnh cho hai kênh này, gồm 4 núm linh chỉnh này. Đây là phần nhạc này, đây là dành riêng cho phần nhạc, 8 núm này dành riêng cho phần nhạc nhé. Và bên góc tay phải này này thì cái CB600 nó thêm cái dàn đèn từ phía bên tay phải, nhưng Idol không có. Nhưng về cơ bản thì đó là cái khoảng bên tay phải đây là sẽ dành cho súp điện, và cũng có thể chúng ta lấy được súp hơi khi mà chúng ta có đầy, chúng ta lấy trực tiếp đằng sau này. Thì đằng trước này ở cái CB600 thì nó ghi là súp bass đây này, súp bass đây là đường ra súp, ở đây là đường ra của những giải tần thấp, giải bass thấp đấy ạ. Còn ở trên Idol ấy thì nó ghi là bass out thì nó là đường ra của bass. Đó thì cơ bản nó có hai núm tinh chỉnh, một là cắt tần số này, các bác nhìn thấy có số này, nó sẽ là từ 40 đến 220Hz này, đây là cắt tần số nhá, lấy giải bass thấp hay là giải bass cao này. Đó, còn đây là cái volume to nhỏ của súp đó, thì em đang dùng súp và em đang cho to lên này, các bác thấy không ạ? Rồi thì đây là núm tinh chỉnh phía đằng trước, rồi còn đằng sau thì em sẽ quay ra đằng sau để các bác biết nhé. Idol thì nó ghi là bass out, trên CB600 thì nó ghi là súp bass. Rất nhiều bác có cái lần tiếng mà lại không biết lấy cách nghịch tín hiệu. Đây thì phía đằng sau về cơ bản Idol và CB600 cũng đều giống nhau, đều có các đường ra như là rắc hoa sen này, rắc hoa sen, và một cái cách lấy nữa đó là bằng cái rắc canon chuyển ra V ra hoa sen đó đấy ạ. Thì em đã cắm hai cái rắc vào đây để chúng ta dễ tiện quan sát. Thì đây nó ghi là súp bass output này, súp bass output đây là phần dành riêng cho súp này đó, nó chỉ lấy cái giải bass từ 200Hz trở xuống thôi đó, đến 20Hz. Thì ở đây là đường ra súp này, súp điện này, đây súp điện nhé. Và khi mà chúng ta có súp hơi thì chúng ta cũng có thể dùng một cái dây canon này, đây em ví dụ này, dùng một dây canon này bác cắm vào đây này, các bác cắm vào đây để dùng cho súp hơi này đó, cắm vào đây thì các bác đưa xuống đẩy thì cái cầu bên này sẽ là chơi súp hơi đó. Lấy tín hiệu rất là dễ dàng, mà rất là nhiều bác lại không biết, mặc dù nhà có vang, có nâng tiếng, nhưng vang này có những cái dòng vang còn nó hỗ trợ cái đường ra súp rất tốt, nhưng có cái những dòng vang nó không hỗ trợ đường súp ra tốt, nó chỉ cho khoảng tầm 30% đường súp hay là đường bass ra thôi, thì đấy nghe rất là bé. Nhưng về cái nâng tiếng ấy, thì nó ra đặc biệt luôn, nó ra hết 100% công suất của cái phần giải bass thấp, vì thế là chúng ta nghe được những cái tiếng bass rất là mạnh. Đấy thì chúng ta sẽ hình dung nhé, đây là ví dụ chúng ta chưa súp hơi, chúng ta có thể lấy bằng rắc canon được cái hai đầu đó, sau đó chúng ta đưa xuống một kênh của đây, và sau đó là bên này chúng ta sẽ chơi súp hơi đó. Thì còn súp điện thì chúng ta không cần cái rắc canon này, mà chúng ta có cái rắc canon chuyển đây, mà các bác nào chơi sành điệu thì có cái rắc canon chuyển ra V, mà đặc biệt là cái đường súp bass này nó chỉ chạy một dây thôi nhá. Nhiều bác cứ hỏi tại sao này cái đường này đi có một dây, đường bass là bass đơn thì nó chỉ đi một dây thôi, súp điện mà. Đây các bác chỉ cần cắm một đầu, đây là dây hai đầu, các bác chỉ cần cắm một đầu vào đây là đưa xuống súp là nó chạy này. Đó, đưa xuống súp là nó chạy. Dây đỏ nhé, bác để ý nhé. Các bác để ý cắm dây đỏ thì các bác xuống súp cũng phải cắm dây đỏ. Đó, thì ở dưới súp này nó có những cái đường bằng dây hoa sen này. Đây ạ, đường line in này bằng giáp hoa sen, các bác cắm lỗ nào cũng được thì nó đều nhận tín hiệu vào. Và sau đó chúng ta chưa súp đấy ạ. Đấy rất là đơn giản. Thì em đang lấy tạm tín hiệu là cái súp bốt AM1200 bản 2019. Vâng, thì các bác đã hình dung ra chưa ạ? Ví dụ là các bác mà
không có được, không sở hữu được cái jack Canon chuyển ra AV hoa sen này thì các bác cũng thể cắm vào đây. Đây là cũng là một cái cách kết nối khác bằng dây AV trực tiếp. Đấy, cắm một, chỉ cần một dây thôi. Và một dây chúng ta đưa xuống thì xuống cũng chơi được. Đây ạ. Đó, là cách rất là dễ, rằng em bật vặn tín hiệu lên này. Sau đó chúng ta cắm xong nhá thì chúng ta ra đây chỉnh volume này, đây volume to này. Đó. Volume to nhỏ này. Đó. Volume to nhỏ. Và đây là các tần số các bác mà vặn lên là cái súp rất cứng. Đó, rất cứng. Rất là phải vặn sâu về. Chỉ lấy cái giải bass từ 40 thôi ạ. Sau đó chúng ta chỉnh volume can thiệp vào. Đó là chúng ta đã kết nối được cái súp điện với một cái máy nâng tiếng Idol hoặc là CB600. Cái phần này thì dành cho nhạc, với bass chung chét và hiệu ứng âm nhạc. Đây là phần của nhạc rồi, nó không liên quan gì đến cái đường súp điện này. Đấy, các bác thấy không ạ, và kết nối rất đơn giản. Và em cũng đang kết nối với vang Zia KM50X và một cái đẩy WeWood D400 lên dòng đẩy 2 kênh và một cái đầu giải mã FX Audio mã là DAC-X7. Và bây giờ chúng ta cũng đi trải nghiệm một đoạn nhạc có súp mà bên em đã vừa hướng dẫn cho các bác. Rồi, em tắt súp đây này. Rồi, em tắt súp đi các bác nhá. Đó. Bật lên này. Đó, volume này. Đó. Rồi, các bác thấy không ạ? Quá đơn giản luôn. Đây, chỉ cần một giây, không cần hai giây. Em phải để nghiêng ra như này để chúng ta dễ quan sát. Vâng, cũng có nhiều bác ở cái máy lưng tiếng ấy nó chia thành màu đỏ như này. Nó chia thành màu đỏ này thì các bác cứ tưởng là một dây này, nhưng thực chất nó không phải đâu. Đường in này là phía trên hai dây trắng nó đều là đường vào nhá, và hai dây đỏ nó là đường ra. Nhiều bác lại cắm dọc, giữa đây là tín hiệu đường vào này. Các bác hay cắm dọc này thì nó chỉ nhận một đường thôi ạ. Đó, tín hiệu vào các bác phải cắm ngang in phía trên này thì bắt đầu tín hiệu nó mới cho vào. Đó. Sau đó dưới là chúng ta đưa ra. Đó, chúng ta kết nối rất là dễ. Đây, em cắm chặt rồi ạ. Đây. Thế là chúng ta đã có nhạc, sau đó chúng ta đưa xuống vang này. Đưa xuống vang. Vang thì kết nối bằng dây AV. Đấy, AUX1 và AUX2. Chúng ta cắm kênh nào cũng được. Sau đó là chúng ta đưa hai dây Canon này vào thằng đằng sau vang và đưa xuống đây. Vâng, rất là đơn giản các bác nhé. Vâng, thì video này em chia sẻ đến các bác nào không biết thôi ạ. Vâng, bác nào biết rồi cũng có thể bỏ qua. Vâng, bác nào không biết thì các bác cũng có thể biết cách kết nối đơn giản tại nhà. Vâng, đó là một chút cái chia sẻ của bên Zika Audio ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Và tôi đang xin phép được dừng video. Sau cùng em chúc tất cả các bác mình được có sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.